Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Bầu cử Mỹ 2024, sự chú ý đổ dồn vào ba bang tâm điểm. Cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ đang tiến tới chặng cuối và một bộ phận rất nhỏ dân số ở một số ít bang có thể sẽ là nhân tố đóng vai trò quyết định đến kết quả cuối cùng của cuộc đua vào ngày 5 tháng 11 sắp tới. Nguyên nhân là do trong khi các bang còn lại đều đã nhất quán ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris của đảng Dân Chủ hoặc cựu tổng thống Donald Trump của đảng Cộng Hòa, chỉ có 7 trong số 50 bang thực sự có sự cạnh tranh về tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên, theo hãng tin Reuters. 7 bang này bao gồm Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada và North Carolina. Theo kết quả thăm dò ý kiến công khai của tờ New York Times, Siena College, tính đến ngày 3 tháng 11, tỷ lệ ủng hộ cho hai ứng cử viên tổng thống ở cả 7 tiểu bang chiến trường đều đang trong thế cân bằng. Điều này đã khiến cho bất kỳ thay đổi nào trong kết quả bỏ phiếu ở các bang chiến trường này đều có tác động lớn đến kết quả cuối cùng của cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ. Pennsylvania, tâm điểm giữa 7 bang chiến trường. Trong số 7 bang chiến trường đó, Pennsylvania, bang đông dân nhất nước Mỹ, nổi lên là tiểu bang có nhiều khả năng quyết định liệu bà Harris hay ông Trump sẽ là tổng thống Mỹ tiếp theo. Điều này xuất phát từ việc bang này có 19 phiếu đại cử tri, nhiều hơn bất kỳ chiến trường nào khác. Chính vì lý do trên, cả hai ứng cử viên tổng thống đều coi Pennsylvania là bang quan trọng nhất và bà Harris cũng như ông Trump đều dành nhiều thời gian ở đó hơn bất kỳ bang nào khác. Đến ngày 7 tháng 10, các chiến dịch tranh cử của hai ứng viên đã chi 279,3 triệu đô la Mỹ cho việc phát sóng quảng cáo tại Pennsylvania, cao nhất trong số 7 bang và nhiều hơn 75 triệu đô la Mỹ so với bang chiến trường đứng thứ hai là Michigan. Reuters trích dẫn từ công ty theo dõi dữ liệu quảng cáo Ad Impact. Nếu bà Harris thua ở Pennsylvania, bà sẽ phải cần giành chiến thắng ở hai bang North Carolina hoặc Georgia, hai tiểu bang đã bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ tổng cộng 3 lần trong 4 thập niên qua, để có cơ hội chiến thắng. Ngược lại, nếu ông Trump thua ở Pennsylvania, ông sẽ cần phải thắng ở hai bang Wisconsin hoặc Michigan, hai nơi từng bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng 8 năm trước. Phiếu bầu quyết định ở Mice và Nebraska. Bên cạnh chiến trường Pennsylvania, kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm nay có thể được quyết định nhờ phiếu đại cử tri của hai bang Nebraska và Maine, theo Reuters. Nguyên nhân là do phần lớn bang ở Mỹ trao toàn bộ phiếu đại cử tri cho ứng viên thắng phiếu phổ thông, còn bang Mice và Nebraska có lần lượt 4 và 5 phiếu đại cử tri phân bổ theo khu vực bầu cử. Với phương pháp này, hai bang Mice và Nebraska sẽ chia cố định hai phiếu đại cử tri cho người thắng phiếu phổ thông của toàn bang. Số phiếu đại cử tri còn lại sẽ được phân bổ cho người thắng phiếu bầu phổ thông trong từng khu vực bầu cử. Bang Mice có 2 khu vực bầu cử, còn bang Nebraska có 3 khu vực. Điều này cho phép các đại cử tri tại Maine và Nebraska có thể bỏ phiếu bầu cho nhiều hơn một ứng viên. Chính vì thế, phiếu bầu đơn lẻ dành cho từng khu vực bầu cử thuộc hai bang này, đặc biệt là phiếu bầu khu vực quốc hội số 2 của Nebraska, bao gồm thành phố Omaha, có thể sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đua bầu cử tổng thống năm nay. Nếu bà Harris thắng ở các bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, trong khi ông Trump giành được 4 bang chiến trường còn lại và số phiếu bầu cân bằng ở mức 269, một phiếu bầu thuộc một trong những khu vực bầu cử của Nebraska hay Mice sẽ có tác động rất lớn, quyết định xem ai trong hai ứng cử viên giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc đua bầu cử tổng thống. Trong khi đó, tại buổi vận động ở thành phố Pittsburgh, bang chiến trường Pennsylvania vào tối 4 tháng 11, rạng sáng 5 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định rằng lợi thế đang nghiêng về phía bà, theo hãng tin Reuters. Ngày mai là ngày bầu cử và chúng ta đang có lợi thế, Phó Tổng thống Harris phát biểu. Chúng ta phải kết thúc một cách mạnh mẽ, chúng ta sẽ chiến thắng, chúng ta đang đấu tranh cho một nền dân chủ.
bà Harris nói thêm. Tương tự như các sự kiện trước của Phó Tổng thống Harris trong ngày 4 tháng 11, nữ Phó Tổng thống đã tránh nhắc đến tên cựu Tổng thống Donald Trump. Thay vào đó, bà Harris phát thảo tầm nhìn của bà về việc vượt qua một thập niên chính trị bị thúc đẩy từ nỗi sợ hãi và chia rẽ. Tại sự kiện Pittsburgh là điểm dừng chân thứ ba của bà Harris tại bang Pennsylvania vào đêm trước ngày bầu cử sau các cuộc vận động ở Scranton và Allentown, và trước điểm dừng chân cuối cùng của bà là tại thành phố Philadelphia. Ông Trump cũng đang vận động loạt địa điểm ở bang Pennsylvania, bao gồm thành phố Pittsburgh. Ông Trump, bà Harris dành ngày cuối quần thảo Pennsylvania. Ngày 4 tháng 11, một ngày trước ngày bầu cử Mỹ, hai ứng viên vẫn tiếp tục vận động tranh cử, quần thảo các bang chiến trường cốt tử, theo đài CNN. Ngày qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên Đảng Cộng Hòa, đã có buổi vận động tại thành phố Raleigh, bang North Carolina, thành phố Pittsburgh và Reading, Pennsylvania và kết thúc ngày bằng buổi vận động tại thành phố Grand Rapids, Michigan. Trong khi đó, phó tướng của ông Trump, thượng nghị sĩ J.D. Vance, cũng có lịch trình dày đặc tại các thành phố của các bang chiến trường gồm La Crosse, bang Wisconsin, Flint, bang Michigan, Atlanta, Georgia và Newtown, Pennsylvania. Cùng ngày, Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên Đảng Dân Chủ, dành cả ngày để chinh chiến ở các thành phố của Pennsylvania, bang chiến trường quan trọng hàng đầu. Sau đó, nữ Phó Tổng thống có kế hoạch vận động tranh cử tại bang Philadelphia. Chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Harris, bà Jen O'Malley Dillon cho biết, vào đêm trước ngày bầu cử 5 tháng 11, chiến dịch của bà Harris sẽ tổ chức một loạt các sự kiện kêu gọi đi bỏ phiếu trên 7 bang chiến trường, có sự tham gia của các nghệ sĩ và diễn giả nổi tiếng. Trong ngày, phó tướng của bà Harris, thống đốc bang Minnesota Tim Walz có bài phát biểu tại hai thành phố của bang Wisconsin là La Crosse và Atlanta. Đêm 4 tháng 11 giờ Mỹ, ông Walz sẽ tổ chức vận động tranh cử tại Pennsylvania. Các cuộc thăm dò cuối cùng trước ngày bầu cử tiếp tục cho thấy cuộc đua giữa ông Trump và bà Harris diễn ra rất sít sao, theo tờ USA Today. Cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất của trang Tip Insight công bố ngày 4 tháng 11 cho thấy ông Trump và bà Harris đều có tỷ lệ ủng hộ là 48% trong 1.411 cử tri được hỏi. Đáng chú ý là 6% cử tri được hỏi nói rằng họ có thể thay đổi quyết định trong những giờ cuối cùng trước khi bỏ phiếu. Thăm dò tại các bang chiến trường cũng cho thấy một cuộc đua quyết liệt. Theo cuộc thăm dò của tờ The Hill tại Michigan, bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ ủng hộ 50% so với 48%. Cuộc đua diễn ra cân bằng ở Nevada và Wisconsin khi hai ứng viên đều có tỷ lệ ủng hộ là 48%. Ông Trump dẫn trước bà Harris 1%, Georgia 50% so với 49%, 1% ở North Carolina 49% so với 48% và 1% ở Pennsylvania 49% so với 48%. Tại Arizona, cuộc thăm dò ý kiến 900 cử tri cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 50%, 48%. Biên độ sai số của các cuộc thăm dò nằm trong khoảng 3,4% nên không thể xác định ai là người dẫn đầu rõ ràng. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 chứng kiến nhiều biến động cả trong các chiến dịch tranh cử lẫn bối cảnh quốc tế. Tháng 11 năm 2022, cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2024 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida. Thời điểm đó, ông Trump phải đối mặt với 4 vụ án hình sự gồm vụ chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm Stormy Daniels, vụ can thiệp bầu cử liên bang, vụ can thiệp bầu cử bang Georgia và vụ giữ trái phép tài liệu mật. Trong đó, phiên tòa xử vụ làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm Stormy Daniels kéo dài hơn 6 tuần đã khiến ông Trump nặng gánh hai vai khi vừa phải hầu tòa, vừa vận động tranh cử. Hồi tháng 5, phiên bồi thẩm đoàn vụ kiện này kết luận ông Trump phạm tất cả 34 tội danh trong cáo trạng đã khiến ông Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị tuyên phạm tội hình sự. Cụm từ "ông Trump có tội" tràn ngập trên các trang nhất báo đài phương Tây như một đòn giáng mạnh vào thanh thế ông Trump, khiến nhiều cử tri thất vọng và quay sang ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden, vốn đã tuyên bố tái tranh cử Tổng thống vào tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, niềm hy vọng của Đảng Dân Chủ đã sụp đổ sau màn thể hiện được đánh giá là tệ hại của ông Biden trong cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên với ông Trump vào ngày 27 tháng 6. Việc ông Biden 81 tuổi nói không ra hơi hay vấp và nói nhầm làm dấy lên nỗi lo rằng ông không đủ sức khỏe để tiếp tục tranh cử. Do đó, nội bộ Đảng Dân Chủ và nhiều nhà tài trợ đã gây áp lực buộc ông Biden phải dừng cuộc đua. Trong bối cảnh ông Biden bất chấp việc đồng minh không ủng hộ, vẫn quyết tâm tranh cử, thì ông Trump hút được lượng lớn người ủng hộ sau vụ bị ám sát hụt tại bang chính trường Pennsylvania khi đang vận động tranh cử vào ngày 13 tháng 7.
Trong khung cảnh hỗn loạn với vành tai đang chảy máu sau một viên đạn bắn sượt tai, hình ảnh ông Trump dũng cảm, mạnh mẽ giơ cao nắm đấm, hét lên, chiến đấu đã đi vào lịch sử và trong lòng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.